thì mình sẽ mang đến cho bạn một video về chủ đề Back to School. Mình sẽ cho tất cả bạn xem những outfit mà mình sẽ mặc trong mùng một tuần đi học. Những outfit này thì sẽ hợp với các bạn đi học đại học hơn. Ok, let's go! Trong outfit đầu tiên này, mình phối chân váy denim đen cạp cao của Park Sun cùng với chiếc áo quê đen và áo denim của Zara. Để tạo điểm nhấn cho outfit này, mình cố tình cài lệch khuy của chiếc áo khoác bên ngoài và mặc trễ áo ra phía sau để hở phần xương quai xanh. Để hoàn thiện outfit này, mình sử dụng một đôi Nike Air Force màu trắng. Bộ này rất hợp cho những ngày nào mà bạn đi học chung lớp với crush. Đảm bảo crush của bạn sẽ liếc bạn lòi con mắt. Outfit tiếp theo là một outfit dành cho những ngày mà mình nổi hứng muốn ăn diện làm màu ở trường nhưng vẫn cần một sự thoải mái nhất định. Chiếc biker short cạp cao của Urban Outfitters vô cùng thoải mái nếu như mình phải học một lớp khoảng 3-4 tiếng. Phối với chiếc áo hoodie dáng crop raw hem của H&M và một chiếc áo da cũng dáng crop của Forever 21. Để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục này thì mình phối cùng với đôi Converse collab với Off-White. Trong outfit thứ 3 này, Giang đã trở lại với chiếc quần cạp cao màu hồng chết trôi của Urban Outfitters mình có giới thiệu trong video trước. Mình phối chiếc quần này với áo vintage tee màu xám và khoác bên ngoài một chiếc áo denim xanh raw hem dáng crop của Zara. Đối với outfit đã có khá nhiều màu phối với nhau như thế này thì một đôi giày màu trắng sẽ khiến cả trang phục ăn nhập với nhau một cách dễ dàng hơn. Outfit tiếp theo mang đậm phong cách streetwear. Chiếc áo mình mặc nằm trong bộ sưu tập mới nhất của phim God Jenny qua Jarvis Photo Series. Phối cùng với chiếc áo này, mình chọn một chiếc sweatpants màu đen của Original Gangster và một đôi Yeezy 500 phối màu blush. Outfit này mình thường mặc cho những ngày mình dậy hơi muộn hoặc tiết học nào kéo dài 4-5 tiếng vì nó rất thoải mái. Outfit thứ 5 này mang hơi hướng quân đội và cách phối cũng vô cùng đơn giản và nhanh gọn. Chỉ cần một chiếc áo oversize trắng trơn mặc bên trong cùng với một chiếc áo khoác military jacket. Chiếc áo mình mặc đến từ Grunt Studio. Mình phối trang phục này với một đôi Nike Air Force cao cổ màu vàng. Mình rất thích đôi giày này bởi vì nó khá là giống với những đôi combat boots của lính Mỹ. Outfit cuối cùng này mình dành cho những ngày đi học muộn chạy vắt chân lên cổ. Mình sẽ sử dụng một chiếc áo dài tay oversize trong bộ sưu tập mới nhất của Fear of God Essential để phối cùng với đôi Nike Jordan 1 UNC collab với Off-White. Để tránh sự nhàm chán cho trang phục này, mình dùng hai chiếc vòng cổ có độ dài khác nhau để tạo điểm nhấn cho mặt trước của outfit. Vừa rồi là 6 outfit mà mình đã gợi ý cho tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn đã có một số ý tưởng cho bản thân cũng như là cho những ngày mà lỡ đi học muộn. Nếu bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe để theo dõi những video tiếp theo mình post. Và nhớ đừng đi học muộn. Bye bye. Nhảy xuống, nhảy đi.